Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục tin nóng để cập nhật những thông tin nhanh và nóng trong ngày. Những ai đang quan tâm đến vụ việc bé lớp 1 bị bỏ quên trên chuyến xe đưa rước của trường tiểu học Gateway chắc sẽ rất là thắc mắc. Chiếc áo đồng phục màu đỏ mà bé Long mặc lúc rời nhà lên trên chuyến xe này hiện đang ở đâu? Và phóng viên cũng có cùng thắc mắc như vậy. Vì vậy, trong một cuộc trao đổi ngắn với gia đình cháu bé tử vong, phóng viên đã có được câu trả lời. Ngày 12 tháng 8, trao đổi với báo đất Việt, anh Lê Gia Thành là bác ruột của cháu Long cho biết cơ quan điều tra hiện tại đang thu giữ chiếc áo màu đỏ dép ba lô bình nước gia đình chuẩn bị cho cháu trước khi cháu đi học còn chiếc áo màu trắng mà cháu long mặc trước khi qua đời thì gia đình đang giữ chiếc áo màu trắng là mẹ bỏ vào ba lô của cháu hôm đó long nói với gia đình là có tiết thể dục cho nên phải mặc áo màu đỏ nhưng dì của cháu xem thời khóa biểu và thấy không có tiết thể dục tuy nhiên cháu cứ thích mặc cho nên dì đã mặc cho cháu áo màu đỏ còn chiếc áo màu trắng thì gì để vào ba lô để nếu các bạn không mặc áo màu đỏ thì cháu sẽ thay. Anh Thành kể lại. Trước đó trả lời trên báo chí thì bà Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón học sinh trường quốc tế Gateway cũng khẳng định. Buổi sáng ngày 6 tháng 8 khi đón cháu Long ở số 1 Trung Hòa cầu giấy thì cháu mặc áo màu đỏ, quần sẫm màu đi dép lê. Bản thân bà Quy cũng không lý giải được vì sao buổi sáng cháu đi học áo màu đỏ nhưng khi phát hiện ra nành bắt tỉnh trên xe thì lại mặc áo màu trắng xám. Sau sự kiện tên thì phía trường tiểu học Gateway đã hủy hoàn toàn hợp đồng đưa rước với công ty vận tải Ngân Hà. Để tìm hiểu thêm về quy trình quản lý tại trường tiểu học Gateway, phóng viên của báo Tiền Phong đã tìm đến bà Dương Thị Hoài Anh là hiệu trưởng trường quốc tế Gateway. Tuy nhiên, lúc này bà đang bị bệnh điều trị tại bệnh viện nhiều tháng nay nên khi sự việc xảy ra bà chưa nắm được thông tin cụ thể. Cũng theo bà Hoài Anh, hiện tại thì ban giám đốc yêu cầu bà làm tờ trình Tuy nhiên, lâu nay bà chỉ được thuê làm chuyên môn tại trường, sắp tới thì bà cũng đã xin nghỉ việc tại đây. Theo một nguồn tin trên báo Công an Nhân dân cho hay là trường quốc tế Gateway đang cho kiểm tra lại camera an ninh của trường và yêu cầu giáo viên liên quan tương trình lại toàn bộ sự việc. Sau một tuần trôi qua thì chúng ta mới nghe được lời kể từ phía của bà Nguyễn Thị Bích Quy là người phụ trách đưa rước các em học sinh trên chuyến xe buýt chợ Cháu Long. Tuy nhiên thì những lời kể của bà Quy này có hoàn toàn chân thực hay không thì chúng ta vẫn phải đặt câu hỏi. Bởi vì rất nhiều phóng viên tới phỏng vấn bà Quy, có lúc thì bà nói là sau khi đưa các cháu xuống, tại vì có hai cháu khóc cho nên bà phải giữ dành thành thử chỉ quay lại quan sát sơ qua, thấy trong xe không còn ai thì dẫn các em vào trường. Nhưng cũng có lúc thì bà lại nói ra bà đã quay lại và quan sát kỹ trong xe không còn ai. Hay là chi tiết bàn giao 13 học sinh cho giáo viên, cũng không được nói rõ lắm. Bà nói là sau khi đưa các cháu lên thì bà có bàn giao và ký vào biên bản bàn giao 13 học sinh. Thì không biết là người nhận bàn giao này có đếm lại số học sinh không hay là chỉ nhận trên giấy tờ. Nếu vậy thì thực sự trong sự việc này người nhận bàn giao học sinh này cũng có lỗi rất là lớn. Bởi vì nhận bàn giao thì ký đủ 13 học sinh. Nhưng khi kiểm tra lại số thì thấy vắng một lại không thắc mắc gì. Và những lời mà bà Quy này kể ra thì hoàn toàn không giải đáp được những thắc mắc, những uẩn khúc mà chúng ta đang cần biết. Và có một chi tiết cũng khá là đáng sợ. Theo lời của bà Quy kể đó là sau khi đã phát hiện ra cháu Long nằm bất tỉnh ở đó, các cháu bé đã hô lên là trên xe có người chết và cháu Long được ẩm đi cấp cứu. Thay vì niêm phong chiếc xe đó thì nhà trường vẫn tiếp tục cho sử dụng chiếc xe đó chờ 9 em học sinh còn lại về nhà, sau đó thì mới quay trở lại trường. Như vậy thì bằng chứng trên xe cũng bị xáo trộn rất là nhiều. Không biết cái này là vô ý hay là cố tình đây. Một chi tiết nữa đó là khám nghiệm tử thi. Theo báo người lao động thì đại diện công an quận cầu giấy bác tin khám nghiệm tử thi của bé Long như một số báo đã đăng trước đó và nói rõ là chưa có kết quả khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên trước đó hôm ngày 8 tháng 8 trên báo Dinh đã trích dẫn thông tin từ phía gia đình Răng phần đầu trẻo phải của nạn nhân có tủ máu dưới da kích thước 3 x 2 cm tương đương với vết tầm bầm tủ máu bên ngoài bị tổn thương. Vùng lên mông không có dấu vết tổn thương, hai bên thái dương hộp sọ không tổn thương, không có máu động trong não và không bị tổn thương não. Lòng thực quản không có dị vật, lòng phế quản có nhiều dịch bọt xuất huyết, các cơ tim tổn thương, trong dạ dày có 50ml dịch vàng sẫm, bề mặt tim có nhiều dịch vàng chảy máu vụ việc này rất là nghiêm trọng tuy nhiên tiến độ điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra làm cho chúng ta nóng ruột có một điều nữa tôi cũng khá là thất vọng đó là sự việc dù đã trải qua hơn một tuần tuy nhiên người đứng đầu ngành giáo dục lại chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này việc trường gateway tự gắn mát là quốc tế có thể được xem là lỗ hỏng trong quản lý của bộ giáo dục và đào tạo và cả sự chưa sâu sát của chính bộ trưởng phùng xuân nhà và các cấp quản lý Vậy Bộ trưởng sẽ nói gì về trách nhiệm buông lỏng trước chính phủ, người dân, phụ huynh cả nước? Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa thấy người đứng đầu ngành chia sẻ đau thương với gia đình học sinh. Trong vụ việc này thì hành động duy nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo cho đến thời điểm này đó là có công văn gửi Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội để chỉ đạo dù bộ này nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thay vì người đứng đầu ngành thăm hỏi động viên chia sẻ với gia đình cháu bé, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng giao cho Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội triển khai việc này sự việc xảy ra đây là một sự mất mát quá lớn đối với gia đình rất nhiều người xa lạ đã biết tin đã đến bệnh viện đến gia đình chia sẻ động viên trước những mất mát lớn lao và đau đớn với những người thân của cháu bé nhưng đến thời điểm này khi cháu bé đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng để lại nỗi đau khó thể nguôi ngoai cho những người thân để lại sự lo lắng cho nhiều phụ huynh trước vấn đề an toàn trường học thì bộ trưởng phùng xuân nhà cũng chưa có một lời chia sẻ động viên với gia đình cháu bé nạn nhân trong ngành giáo dục mà ông quản lý đã phải mất mạng một cách đầy oan khuất. Bộ trưởng từng nói, niềm tin của xã hội là nguồn lực của giáo dục. Làm thế nào bộ trưởng lấy lại được niềm tin của xã hội khi hàng loạt vụ việc xảy ra trong ngành giáo dục mà bộ trưởng thì cứ luôn im lặng? Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Nếu yêu thích thì hãy chia sẻ cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía phía dưới. Bây giờ thì quý vị và các bạn có thể nhận tiếp vào đây để chúng ta xem thêm những video khác. Quý vị và các bạn nếu chưa đăng ký nhận tin thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.